Kết thúc cái chương 1 thì cô có gửi cho các em một số cái nốt thông tin tổng hợp lại một số vấn đề các em cần phải nắm được ở cái chương 1. Và trong đó thì cô cũng có nhấn mạnh rằng là có một cái vấn đề liên quan đến phân biệt ba cái khái niệm về trốn thuế, tránh thuế và tối ưu hóa thuế, hay người ta gọi là tax planning, kế hoạch về thuế đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cái chủ đề đấy tiếp. Và cái chủ đề này thì cô có yêu cầu là các nhóm các em chuẩn bị rồi. Vì vậy nếu như mà các em làm theo cá nhân, nếu các em tự làm theo cá nhân thì các em có thể giơ tay lên cho cô biết là bạn nào đã nghiên cứu cái nội dung cô yêu cầu. Còn nếu không, cô sẽ mời theo nhóm để chúng ta sẽ phát biểu. Cô đã nhìn thấy rất là nhiều bạn đã tự mình nghiên cứu cái chủ đề này đúng không ạ? Có 7 bạn rồi. Như vậy cô sẽ không gọi theo nhóm nữa mà cô sẽ gọi theo cá nhân nhé. Cô muốn nghe cái câu trả lời của bạn Nguyễn Minh Đức. Minh Đức chia sẻ cho cô và các bạn những cái thông tin mà em tìm hiểu được khi mà phân biệt ba cái khái niệm trên. Đức ơi, Đức mở mic lên đi, Nguyễn Minh Đức. Ok. Đức có cần chia sẻ màn hình không hay là em nói thôi ạ? Thế thế em giơ tay lên thì lúc đấy em có nghe thì cô nói rằng là cô muốn nghe em trao đổi về ba khái niệm này không ạ? Đức có nghe thì không? À, nó hơi bị xè. Cô nói các em đã nghe rõ chưa? Cô thấy bạn My gật đầu rồi. Cô muốn tại vì cô vừa nãy câu hỏi của cô là các em đã nghiên cứu các cái vấn đề mà cô yêu cầu cần phải chốt lại trong cái chủ đề số 1, cái chương số 1 chưa? Cụ thể là phân biệt cho cô ba cái khái niệm về trốn thuế, tránh thuế và tối ưu hóa thuế, hay người ta gọi là kế hoạch về thuế, hoặc người ta có thể gọi là hoạch định về thuế. Ai mà đã chuẩn bị cá nhân rồi thì giơ tay cho cô nhìn. Thì cô thấy tất cả đều giơ tay và Đức đã chuẩn bị chưa ạ? Ừ, vậy thì bây giờ Đức có thể trình bày cho cô và các bạn nghe không ạ? Như vậy thì cái tìm hiểu của Đức nó chỉ dừng lại ở đấy thôi ạ. Còn gì nữa không em? Rồi, rồi, cô cảm ơn Đức. Trong cái quá trình mà nghe cái câu trả lời của Đức thì cô có thấy là bạn ý, đầu tiên là bạn ý so sánh cái nhóm trốn thuế với tránh thuế.
Sau đó thì bạn cũng nói đến tối ưu hóa về thuế. Bây giờ cô muốn nghe những câu trả lời khác bổ sung cho cái sự tìm hiểu của bạn Đức. Cô muốn nghe câu trả lời của Trần Thị Trà My. My có đồng ý với quan điểm của Đức không, và My có cái bổ sung gì thêm cho bạn không ạ? Dạ em đồng ý với ý kiến của bạn Đức và có một số bổ sung đó là về việc trốn thuế, đó là cái việc mà thực hiện các cái phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm thiểu cái số thuế phải nộp. Có hai động thái đó là giấu thông tin mà lẽ ra là phải cung cấp cho cơ quan nhà nước, và thứ hai đó là tạo ra cái thông tin không có thật. Thì việc trốn thuế như bạn Đức nói là một phương thức mà bất hợp pháp, còn tránh thuế là cái việc mà sử dụng cái phương thức trong khuôn khổ của pháp luật để giảm thiểu cái chi phí thuế. Thì còn về tối ưu hóa thuế, tức là chúng ta sẽ phải giảm cái mức để mức giảm thuế có thể tương đối so với cái việc mà giảm thu nhập hay là gia tăng các chi phí khác, hay hay nói cách khác đó là chúng ta chấp nhận cái việc mà tăng mức thuế phải nộp nếu như mà tốc độ tăng của thuế thấp hơn với cái tốc độ tăng của thu nhập. Có Tức nghĩa là là mình sẽ giảm giảm cái số thuế phải nộp, đồng thời cũng làm giảm các cái chi phí liên quan ạ. Còn ví dụ như trốn thuế thì mình giảm thuế nhưng mà đồng thời có thể làm tăng các cái chi phí khác phải nộp. Thế thế theo các em thì trong ba ba cái khái niệm đấy thì khái niệm nào mang tính chất tích cực, khái niệm nào mang tính chất tiêu cực? Khái niệm mang tính chất tích cực là tối ưu hóa thuế, và còn tiêu cực là trốn thuế ạ. Thế tránh thuế thì là tiêu cực hay tích cực? Em nghĩ là tích cực ạ. Cô cảm ơn Trà My, và trong cái câu trả lời của Trà My cô đã nhìn thấy có đi thêm điểm, bổ sung thêm điểm một số điểm so với cả câu trả lời của Đức. Thế thì cô cũng muốn thử test lại các em xem trong thông qua một cái clip sau, và chúng ta lại bàn lại ba cái khái niệm đấy. Cô sẽ share trên màn hình của các em một cái clip liên quan đến đến Coca-Cola. Và các em xem xong cái clip này thì các em thử nhận định cho cô đây là trốn thuế, tránh thuế hay là tối ưu hóa về thuế nhé. Hải ơi, Hải có nghe thấy âm thanh từ cái clip không? Dạ không ạ, em còn chưa thấy. À không không không, không nghe thấy đâu ạ. Có nghe thấy không em? Không ạ, không ạ. À, đợi cô một chút. Hải ơi, đã nghe thấy chưa? Vẫn chưa nghe thấy ạ. Ôi, hình như xe cô lên xe, cô phải xe cả tiếng đó. Đợi cô một chút xíu. Ra, sau khi có những thông tin nghi vấn Coca-Cola chuyển giá, thống lĩnh thị trường đồ uống tại... Hải nghe thấy chưa? Được rồi ạ, được rồi ạ. Ok nha, vậy thì cô bắt đầu lại từ đầu cho các em nghe nha. Sẽ đến với nội dung chi tiết của phần tin tức. Sẽ thanh tra các doanh nghiệp đồ uống nước giải khát, đó là thông tin ông Nguyễn Quang Tiến, vụ trưởng phó trưởng ban cải cách Tổng cục Thuế Việt Nam đưa ra sau khi có những thông tin nghi vấn Coca-Cola chuyển giá. Thống lĩnh thị trường đồ uống tại thị trường Việt Nam, doanh số tăng theo chiều thẳng đứng, nhưng từ khi đầu tư tại thị trường Việt Nam, thành lập tháng 2 năm 1994 đến nay, Coca-Cola chưa từng đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào do liên tục khai lỗ. Việc Coca-Cola liên tục báo lỗ đã bộc lộ nhiều bất bình thường. Ông Nguyễn Quang Tiến cho biết, trường hợp công ty Coca-Cola được phản ánh như vậy nhưng cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện thanh tra nên chưa xác định được vụ việc, kể cả thông tin về giá thành nguyên liệu. Tuy nhiên, vị đại diện ngành thuế cũng cho biết, từ trường hợp của Coca-Cola, thời gian tới ngành thuế sẽ tập trung thanh tra không phải chỉ Coca-Cola mà tất cả các doanh nghiệp thuộc ngành đồ uống nước giải khát khác, vì hầu hết các doanh nghiệp này từ khi hoạt động đến nay đều báo lỗ. Chuyển giá để trốn thuế của các công ty đa quốc gia không chỉ là vấn đề nan giải của các nước đang phát triển như Việt Nam, mà cũng là vấn đề đau đầu của cơ quan thuế tại các nước phát triển. Bên lề cuộc hội thảo về kinh nghiệm quốc tế về chống chuyển giá cho Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội, phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh đã có cuộc trao đổi với ông Michel Palmer, một chuyên gia đến từ Australia,
có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống chuyển giá. Ông Palmer cũng là một chuyên gia tư vấn của Tổng cục Thuế trong dự án đẩy mạnh hoạt động chống chuyển giá tại Việt Nam. Thưa ông Michael Palmer, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống chuyển giá tại Australia. Ông có thể chia sẻ những khó khăn trong công việc của mình? Các vụ rắc rối liên quan đến hành vi né thuế bằng cách chuyển giá hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều bên, và nhiều trường hợp chúng tôi đã mất rất nhiều năm theo đuổi vụ việc, tuy nhiên trong nhiều trường hợp lại vẫn thất bại. Ông có thể lấy ví dụ cụ thể về một vụ việc chống chuyển giá nào đó tại Australia hay không? Có thể lấy dẫn chứng một vụ việc vừa mới được đưa ra tòa vào năm ngoái về công ty sản xuất hóa chất SNF. SNF lãi ở nhiều nước nhưng lại lỗ ở Australia. Chúng tôi cho rằng điều này vô lý do giá chuyển ra ở đây không công bằng. Thật không may, cơ quan thuế của chúng tôi đã không thành công. Tòa án đã phán quyết rằng phương pháp đóng thuế của doanh nghiệp vẫn hợp lý. Từ kinh nghiệm đó, chúng tôi đã phải thay đổi một số quy định trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp để tăng cường khả năng giám sát chuyển giá của cơ quan thuế với các công ty đa quốc gia. Thế còn vụ việc chống chuyển giá của chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks đang xôn xao dư luận tại Anh. Theo ông thì có gì đáng nói ở vụ việc này? Starbucks có rất nhiều cửa hàng tại Anh và chắc chắn rằng nếu bạn đến Anh, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đây là một công ty kinh doanh cực kỳ thành công. Thế nhưng họ nói với cơ quan thuế rằng họ không có lãi. Và nay một bộ phận công chúng Anh đang có tâm lý tẩy chay sản phẩm của Starbucks. Họ không đến Starbucks, họ dựng lên hàng rào trước cửa hàng của Starbucks. Còn Quốc hội Anh thì đang tổ chức một số phiên điều trần khi chính trị gia phẫn nộ về việc tại sao một doanh nghiệp phát đạt như Starbucks lại không chịu đóng thuế. Dù Starbucks không bị tòa bắt buộc phải nộp thuế, thế nhưng việc người tiêu dùng quay lưng thì đó có thể coi như hình thức trừng phạt nặng nề nhất phải không ạ? Vâng, theo tôi hẳn Starbucks hiểu công chúng phẫn nộ như thế nào và cảm thấy xấu hổ với những gì đang xảy ra. Nhưng Starbucks cuối cùng cũng đã đề nghị nộp một khoản thuế. Điều này khá thú vị vì họ vẫn khăng khăng rằng họ không có trách nhiệm pháp lý cho việc đóng thuế. Vâng, có vẻ như khá nhiều các thương hiệu nổi tiếng đều dính líu đến các vụ kiện chống chuyển giá. Ngoài Starbucks thì còn có Adidas, Coca-Cola hay là PepsiCo. Ở nước chúng tôi thì cũng như vậy. Ông có bình luận gì về các vụ việc này? Với các tên tuổi vừa rồi thì tôi không thể nói gì vì lý do bảo mật, nhưng tôi biết một số tên tuổi khác như Apple hay Google cũng khá tai tiếng khi họ là các công ty rất thành công nhưng lại tìm cách chuyển lợi nhuận ra những nơi khác, điều mà không công bằng một chút nào. Ông nghĩ là các nước nên hợp tác với nhau như thế nào trong nỗ lực chống chuyển giá? Tôi nghĩ đây là một điểm mấu chốt. Các nước nên ngồi với nhau để đưa ra được các quy định chung, công bằng và dễ quản lý hơn, khi mà các quy định hiện nay rất khó quản lý các công ty. Việc chia sẻ thông tin giữa các nước rất quan trọng, nhưng hiện tại việc này khá khó vì nó tốn nhiều thời gian và công sức. Ông có nghĩ là mức thuế thu nhập doanh nghiệp cao là lý do khiến các công ty đa quốc gia tìm cách chuyển giá để trốn thuế hay không? Việc của doanh nghiệp là đóng thuế. Ở nước tôi, thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%. Tôi nghĩ kể cả khi có xuống còn 25% thì chắc vẫn có từng ấy vụ chuyển giá thôi. Trừ khi là thuế còn 0% thì may ra mới hết được vấn nạn này. Vâng, xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi thú vị vừa rồi. Ok. Đấy là một cái vụ liên quan đến Coca-Cola và cô sẽ mở một số cái thông tin lên liên quan đến MetroCast. Em đợi một chút nha. Đối với cái vụ việc của MetroCast nó bắt đầu từ năm 2015
Trên báo chí của Việt Nam và báo chí chính thống của Việt Nam á, thì người ta cũng trao đổi rất là nhiều về cái trường hợp này. Thì nó không có clip cho nên là cô có để cái đường link liên quan đến cái trang viết của báo Thanh Niên. Và cô sẽ đi một số cái nét thông tin chính để các em vừa nghe và nhanh chóng qua cái bài báo này nhé. Người ta nói rằng là cái thủ đoạn chuyển giá của công ty MetroCash Việt Nam thì đã bị thanh tra thuế tìm hiểu, và cái vụ việc đó nó kéo dài khoảng tầm 3 đến 4 năm và đến năm 2018 thì nó mới xử lý được. Số tiền mà người ta dự kiến truy thu tại thời điểm năm 2015 là 507 tỷ đồng. MetroCare thì được thành lập ở Việt Nam từ năm 2002 với cái số vốn ban đầu là 120 triệu USD và trải qua rất là nhiều lần thay đổi giấy phép thì nó nâng tổng cái số vốn đầu tư vào Việt Nam là 301 triệu. Các bạn biết rằng là MetroCare thì nó là thuộc một tập đoàn về kinh doanh chuỗi hệ thống siêu thị của Đức. Và đổ vốn vào Việt Nam thì đây là một trong những loại hình sử dụng vốn FDI, vốn của nước ngoài. Cho nên là thời điểm năm 2002 thì đơn vị này được rất là nhiều về chính sách thuế với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tiếp tục theo đó thì sau khi mà thành lập thì bắt đầu nó mở rộng rất nhiều cái chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước của Việt Nam. Em biết rằng là cứ mỗi một tỉnh thành nó mở một cái hệ thống mạng lưới MetroCare rất là to, và cô nhớ là cái MetroCare đầu tiên mà nó mở ở Việt Nam đấy là ở thành phố Hà Nội và nó nằm ở cái khu Từ Liêm rất gần với cả Học viện Tài chính, rất là rộng và rất là to. Thế thì người ta thấy rằng là từ năm 2002 cho đến 2013 thì cái đơn vị này khai khống lỗ, và với lỗ thì sau này sang cái chương kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các em biết là cái thu nhập tính thuế nó nhỏ hơn bằng không, cho nên là cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm đấy là bằng không nhân với các cái số cái cơ sở tiến hành tính thuế là bằng không, mà cho nên là nó sẽ bằng không và nó còn được chuyển lỗ để mà trừ vào cái thu nhập tính thuế cho những năm sau. Cho nên liên tục thì từ năm 2002 cho đến 2013 nó luôn luôn chuyển lỗ và nó không đóng một khoản lãi nào, không đóng một cái khoản thuế nào cho Việt Nam. Người ta tính rằng là trên cái báo cáo mà kết quả kinh doanh và báo cáo thuế mà nó nộp cho cơ quan thuế thì nó có duy nhất một năm có lãi, nhưng mà một năm có lãi đó thì nó bù toàn bộ lỗ của những năm trước, cho nên là nó cũng không nộp khoản thuế nào ở Việt Nam cả. Và với cái việc báo lỗ triền miên như vậy thì năm 2015 cùng với một loạt các doanh nghiệp FDI rút vốn khỏi Việt Nam thì Tổng cục Thuế có đưa ra cái chuyên đề liên quan đến nghi án chuyển giá tại các doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp có sử dụng vốn của nước ngoài, và họ tập trung vào một số các doanh nghiệp điển hình, ví dụ như là Coca-Cola và MetroCare. Thế thì qua quá trình thanh tra thì đơn vị này tìm ra được rất là nhiều nguyên nhân là tại sao MetroCare bị lỗ. Các em biết rồi là đối với một đơn vị khi mà xác định cái kết quả kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ lấy tổng doanh thu, thu nhập và tổng chi phí. Ở đây thì cô tạm thời đang đứng ở góc độ về thuế nhé, cô chưa nói gì góc độ về kế toán, và sau này thì sang chương số 4 thì cô sẽ trao đổi các em cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế, và chúng ta sẽ có cái khái niệm khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế. Thế thì theo quy định của luật thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nó sẽ dựa trên cơ sở tính thuế là thu nhập tính thuế. Thế thì cái thu nhập tính thuế, cô đánh ở phần chat ạ, thu nhập tính thuế thì nó sẽ bằng tổng doanh thu thu nhập theo quan điểm của thuế và trừ đi các cái chi phí hợp lý theo quan điểm của thuế. Như vậy cái công thức này thì các em thấy rằng là thực ra nó cũng giống như cái công thức xác định lợi nhuận của kế toán, đúng không ạ? Nhưng mà cái cơ sở xác định doanh thu, thu nhập và chi phí là nó theo quy định của luật thuế. Thế thì khi mà căn cứ và kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống sổ sách và báo cáo của MetroCare thì thanh tra thuế có phát hiện ra rằng là em nhìn vào công thức, em biết ạ, nếu như mà cái thu nhập tính thuế này mà luôn luôn âm á, thì doanh nghiệp báo là lỗ, đúng không ạ? Thì nó chỉ có hai nguyên nhân thôi. Đấy là doanh thu được khai báo thấp và chi phí thì được khai báo cao. Thì lúc đấy nó sẽ tạo ra các vấn đề liên quan đến lỗ của đơn vị. Thì rà soát trong vấn đề liên quan đến doanh thu thì người ta thấy rằng là các cái khai báo về doanh thu của thằng này tương đối là ổn. Bởi vì cái hệ thống liên quan đến thu ngân
Bạn nào mà mạng bị lag thì các em có thể tắt cam đi nhé. Cái hệ thống liên quan đến đến thu ngân thì nó được kết nối cả hệ thống phần mềm và hệ thống kế toán rồi. Cho nên là cái sai sót về doanh thu thì nó không quá lớn, trừ một số trường hợp. Đấy là tại cái thời điểm ban đầu thì người ta thấy rằng có rất nhiều khách hàng bán lẻ, có khách rất nhiều khách hàng mua lẻ. MetroCare ban đầu định hướng là bán buôn chứ không bán lẻ. Sau đó thì có mở rộng thêm cái chiến lược là bán lẻ cho các cái khách hàng cá nhân. Và khi mua lẻ thì đơn vị này không xuất hóa đơn, cho nên là dẫn đến là cái doanh thu của nó có bị tác động, nhưng mà cái sự tác động của nó không quá lớn. Và chủ yếu cái việc tạo ra lỗ của MetroCare là liên quan đến cái chi phí của nó khai khống rất là nhiều. Ở đây thì các em sẽ nhìn thấy là gì ạ? Là trong cái bài báo này cũng có đề cập đến cái chi phí của đơn vị này tương đối rất là lớn, là bởi vì cái đơn vị này sẽ bỏ ra rất nhiều các khoản chi cho việc quảng bá tiếp thị khuyến mãi nhà đầu tư, rồi là những cái khoản chi liên quan đến vấn đề về trích lập dự phòng. Nhưng mà chắc cái khoản chi phí này thì các em thấy rằng là cùng với cái mục tiêu về kinh doanh ấy, chắc chắn là nó vẫn phải bù đắp bởi trong cái giá của hàng bán ra, đúng không ạ? Thế thì đơn vị này còn có giải thích thêm một cái nguyên nhân nữa là khi mà nó liên tục mở rộng cái thị trường tại Việt Nam thì việc đầu tư một cái hệ thống, một cái MetroCare mới ở các tỉnh thành nó chiếm cái chi phí vốn rất là lớn. Và để có được cái chi phí vốn đó thì đơn vị này phải vay vốn từ công ty mẹ ở Đức. Có nghĩa là nó có hoạt động vay và nó có khoản chi phí về lãi vay. Đó, và khoản chi phí lãi vay vô cùng lớn, cho nên là dẫn đến cái lỗ cái đơn vị này bị gì ạ? Bị lỗ. Cái thứ hai là gì ạ? Là trong cái quá trình mà hình thành các cái tài sản cố định cho một cái hệ thống siêu thị thì nó mua từ công ty con trong hệ thống của công ty mẹ. Và công ty đấy đặt ở Singapore. Và người ta thấy cái giá mà trao đổi giữa MetroCare của Việt Nam với MetroCare của Singapore, với cái công ty, các cái công ty cung cấp về tài sản cố định ở Singapore, thì nó đang có những cái chênh lệch giá rất là lớn. Và khi cái giá được đẩy tăng lên như vậy thì cái chi phí khấu hao cũng rất là cao so hơn với cái mức bình thường. Và từ đó thì người ta nhìn nhận rằng là trong cái việc ghi nhận chi phí của MetroCare ở đây nó đã có những cái vấn đề không đúng. Và người ta nghi ra là có cái sự thỏa thuận về giá của tài sản cố định, có những cái sự thỏa thuận trong vấn đề về lãi suất của những cái hợp đồng vay, vì những cái đơn vị mà MetroCare này vay vốn hoặc mua bán đều có mối quan hệ kiểm soát của công ty mẹ, nó có sự móc ngoặc và thông đồng ở đấy, và người ta còn đề cập đến cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Đến chuyển giá. Thế thì khi nói đến khái niệm liên quan đến chuyển giá thì với hai cái ví dụ mà cô vừa đưa ra, theo các em khái niệm chuyển giá được hiểu là gì? Các bạn nghe cái tình huống của MetroCare cô vừa phân tích nhá. Và các bạn cũng đã nghe cái vấn đề liên quan đến Coca-Cola và cái ông người Úc đấy, ông cũng đã nói đến rất nhiều cái cụm từ là chuyển giá, đúng không ạ? Thế thì theo các em nghe cái thông tin như vậy thì em hiểu thế nào là chuyển giá? Cô muốn nghe câu trả lời của Nguyễn Minh Phương. Hello, cô nghe thấy em nói không ạ? Có, cô nghe thấy rõ. Em nói cô là theo như những gì mà cô vừa nói và những gì mà chuyên gia người Cúc còn nói thì theo em hiểu chuyển giá nghĩa là các công ty đa quốc gia họ có những trụ sở ở nhiều quốc gia khác nhau thì họ sẽ chuyển những cái doanh thu từ quốc gia này sang quốc gia khác, bởi vì trong cùng một công ty thì cái phần doanh thu đấy có vẫn thuộc về họ, chứ nó không chảy đi đâu ra ngoài cả. Và vì thế mà khi mà doanh thu giảm thì mà chi phí lại tăng thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng là công ty sẽ ghi nhận lỗ, và lúc đấy công ty sẽ không cần phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái quốc gia mà công ty đấy đóng trụ sở đó. Nhưng mà trong cái vấn đề liên quan đến mà em nói là đẩy doanh thu ấy, thì nó chính là cái việc mà đẩy giá trong các cái giao dịch mua bán nội bộ với nhau. Nhưng mà cái việc mà mình đẩy doanh thu đi ấy, thì nó sẽ xảy ra ở những cái quốc gia mà mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn những cái nước mà nó sẽ nhận doanh thu của mình. Phương hiểu ý cô nói không?
Và như vậy thì với cái khái niệm về chuyển giá vừa rồi đứng trên quan điểm của thuế thì đây là một cái hành vi mà có sự móc ngoặc và thông đồng để thỏa thuận cái giá của hàng hóa, giá của những cái giao dịch, dịch vụ họ cung cấp với nhau nhằm giảm bớt cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ở một quốc gia nào đó thì người ta gọi là chuyển giá. Các bạn còn có những cái câu chia sẻ hoặc là những cái thông tin hoặc câu trả lời nào khác với câu trả lời của bạn Phương vừa nói không ạ? Các em còn có ý tưởng gì nữa không? Các bạn biết rằng là cái từ chuyển giá trong tiếng Anh nó gọi là transfer pricing, và cái khái niệm chuyển giá này thì sẽ gặp rất là nhiều trong môn kế toán quản trị. Nó gặp nhiều trong môn kế toán quản trị. Sau này các em cũng sẽ có một chương liên quan đến chuyển giá và các em cũng có một nội dung về chuyển giá trong môn môn kiểm soát quản lý, môn môn kiểm toán ạ, môn kiểm toán và môn kiểm soát hoạt động. Thế thì cái khái niệm liên quan đến chuyển giá, nếu mà chúng ta dịch từ cái cụm từ tiếng Anh sang ấy, thì nó là một cái cụm từ, là một cái thuật ngữ thể hiện cái giá chuyển giao, thể hiện cái giá chuyển giao giữa hai đối tượng, ít nhất là hai đối tượng, và hai cái đối tượng này có mối quan hệ nội bộ với nhau. Nó có thể là cùng thuộc sự kiểm soát của một công ty mẹ, hoặc là bản thân chính mẹ với con và chính con ngược trở lại với mẹ. Thì các cái giao dịch mua bán hàng hóa nội bộ như vậy, cái giá mà thỏa thuận trong cái hợp đồng mua bán này người ta gọi là giá chuyển giao. Thực chất nó là giá bán thôi, nhưng mà nó thể hiện những cái hợp đồng mua bán nội bộ với nhau thì người ta gọi là giá gì ạ? Giá chuyển giao. Và người ta nói rằng là cái hoạt động mà liên quan đến chuyển giá thì nó là một cái hoạt động thông thường. Nó là một những cái hoạt là những cái hoạt động cần thiết trong cái quá trình phát triển cũng như là đa dạng hóa, mở rộng quy mô hoạt động qua nhiều lãnh thổ ở các cái tập đoàn đa quốc gia. Và người ta coi rằng đấy là một cái hoạt động cần thiết phải có. Bởi vì khi mà quy mô hoạt động của doanh nghiệp nó phát triển qua một ra khỏi một quốc gia thì nó có, trên thực tế nó sẵn sàng có những cái giao dịch mua bán giữa các cái quốc gia với nhau, giữa chính những cái công ty con trong mối quan hệ tập đoàn trên các cái quốc gia khác nhau. Thì cái việc thỏa thuận giá để mà mua bán hàng hóa dịch vụ giữa các đơn vị này là hoàn toàn cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể có nhu cầu mua bán hàng với nhau và chúng ta phải thỏa thuận gì ạ? Thỏa thuận giá. Thế nhưng khi mà nói đến cái quan điểm của thuế, giống như cái quan điểm của cái ông người Úc, hoặc là cái bài mà cô đang chia sẻ về Metoke ấy, thì người ta đang nói đến một cái hướng nó tiêu cực, là cũng với cái hoạt động chuyển giá đó, nhưng bản thân các đơn vị này nhìn nhận được, các đơn vị này nhìn nhận được những cái chính sách và những cái ưu đãi về thuế ở một quốc gia nào đó, và họ đẩy cái nguồn vốn đầu tư từ những nước có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao sang những nước có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp để được hưởng cái việc không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở cái quốc gia đó. Thì người ta nói rằng đấy là những cái hành vi liên quan đến chuyển giá trong cái quan điểm của luật thuế, trong cái quan điểm của thuế. Đó. Thế thì khi nói đến cái quan điểm về chuyển giá này thì thường nó mang cái tính rất là tiêu cực, bởi vì trong đấy nó có ám chỉ đến cái tính chủ quan của con người rồi, sự tính toán và lên kế hoạch của một bộ phận nào đó trong cấp cao ở những cái đơn vị, các công ty đa quốc gia để mà nhằm được hưởng những cái sự ưu đãi về thuế hơn. Xét về tổng cộng cái lợi ích kinh tế của doanh nghiệp là tất cả cái nguồn thu nhập, cái lợi ích sau thuế ở tất cả các cái công ty của mình trên tất cả các quốc gia nó sẽ được gì ạ? Nó sẽ được gia tăng bởi vì chúng ta nộp thuế ít hơn. Nộp thuế hơn bởi vì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta đẩy cái vốn vào những cái thị trường mà chúng ta nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thấp thì xét về mặt tổng cộng rõ ràng là chúng ta sẽ có lợi gì ạ? Lợi ích kinh tế cao lên đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ nộp thuế của cả tập đoàn gì ạ? Ít đi. Thế nhưng mà với những cái thông tin như vậy mà bây giờ nó có những cái hành vi liên quan đến việc đẩy giá trong các cái giao dịch mua bán, nó làm hình thành yếu tố chi phí trong cái doanh nghiệp mà ở quốc gia có cái mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp thì người ta gọi đấy là cái hành vi liên quan đến chuyển giá. Đó. Và thông qua cái vụ việc của Coca-Cola nhé, với cả Metoke thì cô có nhắc thêm một cái khái niệm liên quan đến chuyển giá. Thế bây giờ cái khái niệm mà cô nhắc đấy thì nó liên quan gì đến ba cái khái niệm mà các em tìm hiểu?
Thì cô có thêm một cái thông tin như thế này ạ, là từ năm 2015, từ 2015 trước cái thực hiện, trước cái thực trạng về vấn đề liên quan đến chuyển giá đó, và cho đến cái thời điểm hiện tại thì Tổng cục thuế có ban hành một cái văn bản, đấy là nghị định 132 liên quan đến chống chuyển giá. Chính thức mới có một cái văn bản dưới luật, đấy là nghị định 132 liên quan đến chống chuyển giá, và nó được ban hành vào tháng 9 tháng 11 năm 2002. Và kể từ khi có cái nghị định chống chuyển giá này thì Việt Nam chính thức mới có văn bản về luật để điều chỉnh các hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn đa quốc gia. Như vậy thì trong cái quá trình nghe ông người Úc nói thì em còn thấy rằng là bản thân Úc cũng không thành công trong những cái hoạt động liên quan đến chống chuyển giá, và Úc cũng luôn luôn thay đổi cái luật thuế của mình để có thể khắc phục cái hoạt động, cái hiện tượng này trên thực tế, đúng không ạ? Thế thì ở đấy nó sẽ dẫn đến một cái khái niệm là gì ạ? Nếu như vậy thì trước cái thời điểm năm 2015 Việt Nam không có văn bản liên quan đến chống chuyển giá, thì cái hoạt động liên quan đến việc đẩy giá, đứng ở góc độ của nhà quản trị, khi mình biết rằng Việt Nam có lợi thế hơn ở Úc, nguồn vốn của Úc lúc này đổ vào Việt Nam để thành lập các doanh nghiệp của Việt Nam, ngoài cái vấn đề liên quan đến được hưởng các cái chi phí về lương rất là thấp, các cái ưu đãi về cái tỷ lệ thuế và mặt bằng cho thuê, thì nó còn liên quan đến một cái hoạt động là cái thuế thu nhập ở Việt Nam nó sẽ rất rất là thấp so với ở Úc. Cho nên xét tổng cộng lợi ích của tập đoàn thì các cái doanh nghiệp FDI, các cái doanh nghiệp đổ vốn vào Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế hơn. Thì lúc này các bạn thấy rằng cái với hoạt động liên quan đến chuyển giá ở đây thì nó liên quan đến khái niệm về tránh thuế. Hoàn toàn nó không trốn thuế, hoàn toàn nó vẫn đang thực hiện đúng quy định văn bản pháp luật của Việt Nam, và nó đang được tính toán, nó đang được nhìn nhận được là có những cái kẽ hở, có những cái khoảng trống mà pháp luật của Việt Nam chưa bao phủ hết được hết. Thì đấy chính là cái khái niệm liên quan đến gì ạ? Tránh thuế. Nhưng cái khái niệm tránh thuế này nó mang tính chất ngắn hạn. Bởi vì em thấy rằng là đến cái thời điểm năm 2015 nhìn thấy ra rất nhiều vấn đề rồi. Và Úc cũng vậy, họ nhìn thấy quan sát từ những cái hoạt động thực tế trên gì ạ? Trên thị trường, và người ta thấy rằng mình cần phải điều chỉnh văn bản về thuế. Vậy thì khi mà mình điều chỉnh văn bản về thuế như vậy thì những cái hoạt động liên quan đến chuyển giá và tham chiếu luật thuế nó có thể trở thành những cái vi phạm pháp luật về thuế, và như vậy nó sẽ trở thành khái niệm trốn thuế. Cho nên người ta nói rằng cái khái niệm liên quan đến trốn thuế và tránh thuế thì nó rất là mong manh, và nó mang cái kế hoạch ngắn hạn ở những cái đối tượng nộp thuế. Thời điểm này thì hoàn toàn đúng pháp luật, nhưng mà có thể sau đó nó đã rơi vào cái khoảng trống liên quan đến điều chỉnh hành vi về vi phạm về thuế rồi, và nó có thể trở thành cái khái niệm liên quan đến trốn thuế. Thì ở đây nó sẽ còn một cái khái niệm nữa mà chúng ta cần phải phân biệt với nhau, đấy là cái khái niệm liên quan đến tối ưu hóa về thuế, hoặc nó gọi là hoạch định về thuế, hoặc nó dùng cái từ là test planning, có nghĩa là kế hoạch. Và khi em nghe những cái cụm từ mà cô nói như vậy thì nó sẽ mang khoảng thời gian dài, nó có cái lộ trình và có một khoảng thời gian rất là dài để nhằm xác định được, tối ưu hóa được cái nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp. Tối ưu hóa đây nghĩa là gì ạ? Là chúng ta sẽ xác định được những cái kế hoạch thanh toán tiền thuế một cách hợp lý nhất dựa trên những cái dòng tiền ở từng thời điểm chúng ta có, hoặc là chúng ta có những cái lộ trình kế hoạch làm sao đó để giảm thiểu yếu tố về chi phí, gia tăng yếu tố về doanh thu. Nhưng lúc nãy các bạn Trà My có nói là cái tốc độ mà chúng ta phải trả cái tỷ lệ mà chúng ta phải trả cái chi phí thuế nó sẽ thấp hơn cái tỷ lệ mà chúng ta gia tăng được cái lợi ích kinh tế, thì lúc đấy người ta nói rằng đấy là những cái khái niệm liên quan đến gì ạ? Tối ưu hóa về thuế. Vậy thì để các em có được chốt được những cái thông tin liên quan đến ba cái khái niệm này thì cô đi lại lướt nhanh lại một số cái ý nhé. Và cô không biết là trong cái slide gửi cho các em thì cô đã để những cái nội dung đấy chưa, thì các em có thể tổng hợp lại những cái thông tin mà vừa rồi cô vừa trao đổi với các em. Cái khái niệm liên quan đến trốn thuế đó là một cái hành vi bất hợp pháp rồi, bởi vì nó làm sai quy định của pháp luật, đúng không ạ? Nó cố tình, đúng không ạ, để giảm thiểu và trốn các khoản thuế không phải nộp đó. Thế thì khi mà có những cái số thuế nợ mà mình không muốn nộp hoặc là mình trốn không nộp ấy, thì chắc chắn nó sẽ phát sinh cái nghĩa vụ phải thanh toán.
nó vẫn còn là những cái khoản nợ mà mình sẽ phải gì ạ? Sẽ phải thanh toán. Và bên cạnh cái việc điều chỉnh cái vi phạm về hành chính thì nó có thể bị điều chỉnh bởi vi phạm gì ạ? Luật tố tụng. Nó liên quan đến luật hình sự. Đó, bởi vì nó sẽ có những cái hành vi liên quan đến gì ạ? Đến xâm phạm cái tài sản lớn của nhà nước. Cái khái niệm liên quan đến tránh thuế thì cô có phân tích với các em, đây là một cái hành vi hợp pháp. Nó dựa trên cái khoảng trống mà trong văn bản về thuế, văn bản pháp quy về thuế nó chưa điều chỉnh đến. Và trên cơ sở như vậy chúng ta nhìn nhận được những khoảng trống như đó, cho nên là chúng ta sẽ tạo ra những cái lợi ích của doanh nghiệp, làm cho cái số thuế doanh nghiệp phải nộp giảm bớt đi, thì đấy là cái hành vi tránh thuế. Còn hoạch định về thuế hay là tối ưu hóa về thuế hay là gì ạ, là kế hoạch hóa về thuế thì nó là một cái hành vi hợp pháp và nó dựa trên một cái lộ trình rất là dài với những cái thông tin mà có được ở hiện tại và tương lai, thì các nhà quản trị của các doanh nghiệp nó hướng tới cái việc là giảm thiểu cái số thuế phải nộp. Giảm thấp cái số thuế phải nộp thôi, nhưng mà hoàn toàn vẫn đúng theo quy định của pháp luật. Không làm phát sinh các cái nghĩa vụ về thuế và những cái khoản tiền phạt về thuế. Thì ở đấy người ta gọi là gì ạ? Là hoạch định về thuế. Hoạch định về thuế. Và với các cái hoạch định như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái nguy cơ hoặc là cái hệ quả của mỗi một cái khái niệm. Ví dụ chẳng hạn liên quan đến cái khái niệm về trốn thuế ấy, thì nó sẽ chỉ ra rằng là có cái hành vi liên quan đến gì ạ? Giấu bớt đi thông tin. Ví dụ như cô nói là trong cái vụ việc của MetroCare thì nó có hành vi giấu bớt đi doanh thu với những cái khách hàng mua lẻ, nó không phát hành hóa đơn, nó không khai báo doanh thu, hoặc là nó gia tăng các yếu tố về chi phí, nó tạo ra những cái khoản chi phí khống, thì người ta nói rằng là những cái hành vi mà che giấu thông tin hoặc là tạo ra những cái thông tin không có thật hoặc là những cái hành vi mà khai sai thì đó là những hành vi của gì ạ? Của trốn thuế. Hệ quả của việc trốn thuế là gì ạ? Là sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đúng ạ? Và nguy cơ là gì? Nguy cơ là doanh nghiệp này nếu mà bị phát hiện ra bị xử lý theo quy định pháp luật thì ngoài những cái số thuế mình trốn đã không nộp thì mình sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt, bị tính tiền chậm gì ạ? Chậm nộp phạt. Thì lúc đấy nó sẽ là cái hành vi xử lý của gì ạ? Của trốn thuế. Còn đối với hoạch định về thuế, cái hoạch định về thuế ạ, thì cái khái niệm liên quan đến cái vấn đề liên quan đến tránh thuế nhá, thì nó liên quan đến cái việc xử lý tốt cái khoảng trống của quy định về thuế rồi, cho nên là cái hành vi ở đây không bị xử lý theo quy định của pháp luật và nó sẽ dẫn đến là gì ạ, là có thể trong một cái khoảng thời gian ngắn thì nó sẽ thay đổi các cái quy định của pháp luật và người ta sẽ không còn những cái tránh thuế nữa, không còn những cái lợi thế để mà tiến hành tránh thuế nữa, thì người ta sẽ phải xem xét đến cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Đến trốn thuế. Thế còn hoạch định về thuế thì nó là một cái việc vận dụng các cái phương pháp trong khuôn khổ pháp luật để làm thế nào tối ưu hóa nhất về chi phí, nghĩa là mình sẽ bỏ ít nhất cái số tiền để nộp thuế, làm thế nào đó để chúng ta thì thấy cái nghĩa vụ, các cái nghĩa vụ thanh toán về thuế của mình nó thấp nhất so với những cái mà mình đang, cái nguồn lực mà mình đang có, và mức độ mà liên quan đến cái rủi ro ấy, về thuế thì các anh chị sẽ thấy rằng là không hay không hề có, bởi vì nó đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng không? Nó có kế hoạch và một cái lộ trình rất là rõ rồi, thì ở đây nó sẽ liên quan đến là gì ạ, là không gặp những cái rủi ro liên quan đến cái truy cứu về thuế hoặc là các khoản phạt về thuế. Đó, thì chúng ta sẽ ra được cái hoạch định về thuế nhá. Như vậy là các bạn phân biệt cho tôi được ba cái khái niệm liên quan đến trốn thuế, tránh thuế và hoạch định về thuế. Thế thì ở góc độ của kế toán thuế thì cái hôm trước cô có trao đổi với các em các cái vai trò và các cái nguyên tắc cho vấn đề liên quan đến kế toán thuế, đúng không ạ? Thì trong ba cái khái niệm này thì cái mục tiêu mà thầy cô giáo giảng cho các em đấy là cho các em có những cái kiến thức để có thể lập kế hoạch về thuế, có thể tối ưu hóa về thuế và từ đấy thì mình gia tăng được cái thu nhập cho mình, chứ đừng đi vào cái phạm vi liên quan đến trốn thuế, tuyệt đối là không trốn thuế nhé. Tránh thuế thì mình phải cần cân nhắc cái khoảng thời gian hết hiệu lực của nó, chúng ta sẽ nhìn thấy nó chỉ trong một cái thời gian ngắn hạn thôi chứ không thể là gì ạ, dài hạn được, đúng không ạ? Và vậy thì làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa được về thuế, có nghĩa là chúng ta tối ưu hóa về thuế hay là lập kế hoạch về thuế, thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những cái công việc gì để mà người ta nói rằng là tôi cần tuyển một bộ phận, một nhân viên kế toán thuế mà có khả năng tối ưu hóa về thuế hoặc là có khả năng lập kế hoạch về thuế cho tôi. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một số cái bước. Cái bước này thì cô sẽ dịch nó trong một cái tài liệu của nước ngoài.
Cho nên là cô chỉ để bằng 13 cái gạch đầu dòng chủ yếu thôi, để nó minh họa rằng là cái khái niệm liên quan đến tối ưu hóa về thuế thì đứng ở vai trò của một người làm kế toán thuế, đó là cái việc mà bạn soạn thảo được các chiến lược về thuế. Bạn soạn thảo được các chiến lược về thuế trên cơ sở chiến lược nó mang tính dài hạn như vậy thì có thể giúp cho doanh nghiệp trong tương lai trì hoãn những cái luồng tiền phải nộp thuế. Trì hoãn những cái luồng tiền phải nộp thuế hoặc là xóa bỏ các khoản thanh toán thuế nhưng vẫn đúng theo quy định của pháp luật. Cô có thể lấy một cái ví dụ liên quan đến tối ưu hóa về thuế như sau, và cái ví dụ này thì cô đã nghiên cứu nó vào năm 2015, 2015, 2016 và 2017. Các bạn biết rằng là đối với hệ thống ngân hàng thì một trong những khoản chi phí rất là lớn của đơn vị này là trích lập dự phòng, rủi ro tín dụng. Đó. Thế thì đối với việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thì nó sẽ xảy ra khi mà hệ thống đánh giá rằng những cái khoản mình cho khách hàng vay có khả năng khó thu hồi. Các em học môn kế toán tài chính 1 thì các em biết là đứng ở góc độ của doanh nghiệp, mình bán hàng cho khách hàng nợ tiền thì chúng ta cũng có những khoản nợ xấu, đúng không ạ? Chúng ta có thể không thu được khách hàng và chúng ta sẽ tính nó vào chi phí. Thế thì ở ngân hàng thì các bạn biết rằng là cái một trong những cái tài sản rất là lớn của nó là những khoản cho vay. Và cái khoản cho vay này có thể có những cái rủi ro liên quan đến vấn đề về không thu hồi được, bởi vì nó phụ thuộc vào cái tình trạng của từng khách hàng. Cho nên là hàng kỳ thì kế toán tại ngân hàng họ thường xuyên đánh giá các cái nhóm nợ theo quy định từ 1 cho đến 5. Và với những cái khoản nợ, những cái khoản cho vay mà họ đánh giá là rất là xấu á, thì người ta bắt đầu ước tính những cái tỷ lệ khó đòi. Người ta sẽ trích lập dự phòng riêng, rồi sau đó tiến hành trích lập dự phòng chung, và nó sẽ ra được tổng cộng một cái khoản 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 dự phòng. Thì cái phần đó kế toán sẽ tính toán giảm tài sản đi và đưa nó vào chi phí. Cho nên là ở đây dẫn đến là việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến là tính vào chi phí của ngân hàng đó. Thế thì khi mà tiến hành tính vào cái chi phí của ngân hàng á, thì các em biết rồi là tính vào chi phí và cái chi phí nó càng tăng á, thì nó sẽ tác động ngược chiều đến cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Khi mà chi phí càng gia tăng, chi phí hợp lý càng được cơ quan được được chấp nhận á, thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ giảm, đúng nhỉ? Và như vậy cô đã phân tích một cái ý nhá, là chúng ta có cái chi phí liên quan đến việc trích lập dự phòng và như vậy nó có thể ảnh hưởng đến cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Đó. Thì khi mà cô lập báo cáo tài chính của ba thằng ngân hàng, đó là Vietcombank, BIDV và Viettin, thì cô nhìn thấy có một cái điểm nó rất là giống nhau. Các em có thể đợi cô một chút, cô mở cái file Excel đấy cho các em nhìn thấy nó có cái điểm giống nhau.
Đây ạ. Cái năm 2012, cô xin lỗi, cô nhớ nhầm 2012 thì cô có nhập những cái thông tin về báo cáo tài chính của các ngân hàng và cô theo dõi nó từ năm 2017 2007 đến 2010 ạ. Đầu tiên là cái chỉ tiêu của Việt Việt Tin Banh và Vietcombank. Các em có nhìn thấy rõ cái file cô đang để không ạ? Bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Có. Các em sẽ nhìn thấy cô sẽ nhập thông tin trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nó và đưa vào 9 cột. Cột thứ nhất là năm này. Cột thứ hai là dư nợ. Đây chính là cái chỉ tiêu cho vay đấy ạ. Cái giá trị của khoản cho vay tại thời điểm cuối kỳ. Cái chỉ tiêu thứ ba là liên quan đến chi phí trích lập dự phòng. Chỉ tiêu thứ tư là liên quan đến hoàn nhập dự phòng. Các em biết là trong kế toán thì chúng ta cứ cuối mỗi một năm chúng ta có thể lại phải trích lập thêm hoặc chúng ta hoàn nhập đúng không ạ? Cho nên ở đây nó sẽ có những cái cột liên quan đến 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 trích lập và hoàn nhập. Cột thứ năm là dự phòng, cái phần cô tính toán cái dự phòng được hạch toán và chi phí. Có nghĩa là cái vấn đề liên quan đến dự phòng nó là một yếu tố chi phí của doanh nghiệp. Thế thì nó được tính toán và chi phí của doanh nghiệp là cụ thể là bao nhiêu thì ở đây nó sẽ là dự phòng hạch toán vào vào chi phí. Bởi vì có rất nhiều cái khoản chi phí dự phòng thì sau này chúng ta lại hoàn nhập bớt đi một phần. Cho nên là cái phần mà chúng ta tính toán thực tế và cái chi phí năm đấy thì nó sẽ là cái cột số 5. Cột số 6 là chi phí hoạt động, nghĩa là tổng các khoản chi phí của ngân hàng. Cột thứ 7 cô chia cái tỷ lệ của cái chi phí dự phòng so với tổng chi phí hoạt động. Và cô có một cột số 8 là tổng thu nhập trước thuế, cô lại tính tiếp cái cột số 9 là gì ạ? Là so sánh cái tỷ lệ của cái khoản chi phí dự phòng so với cái tổng thu nhập của hệ thống ngân hàng. Thì năm 2007 các em nhìn thấy là cái chi phí của dự phòng so với tổng chi phí hoạt động của thằng ngân hàng chiếm tỷ lệ rất rất là lớn luôn, các em nhìn thấy ạ, 85,09%. Như vậy có nghĩa là gì? Là trong tổng cái chi phí của thằng ngân hàng thì cái chi phí lớn của nó chính là những cái khoản mà tổn thất về việc khó đòi, những khoản cho vay có khả năng không đòi được từ khách hàng. Sau đó chúng ta sẽ nhìn cái tỷ lệ của khoản chi phí này so với thu nhập ạ. Thì các em thấy rằng nó bằng 153,92%. Ồ có nghĩa là gì ạ? Là một cái đồng thu nhập thì mất ra đến 153 đồng gì ạ? Đồng chi phí về dự phòng. Quá là khủng khiếp. Và tương tự như vậy thì ở những cái năm sau thì em thấy là nó có bắt đầu điều chỉnh giảm bớt nó đi. Nhưng mà khi mà so sánh cái tỷ lệ của khoản thu nhập thì so với khoản thu nhập ấy, thì cái chi phí dự phòng này vẫn chiếm cái tỷ lệ rất là lớn trong các cái thu nhập tạo ra. Nó sẽ đánh giá rằng là gì ạ? Là cái thu nhập mà ngân hàng có được là gì ạ? Là cái hoạt động cho vay đúng không ạ? Nhưng mà đổi lại với những khoản thu nhập này thì chúng ta mất đến khoảng tầm trên 50% cái chi phí bù đắp cho vấn đề liên quan đến cái nợ xấu. Tương tự như vậy thì đối với Vietcombank cũng cũng ra những cái thông tin như đó như quan như như vậy. Và ở đây thì qua cái nhìn nhìn cái chỉ số thổ số cái cột số 3 và cột số 4 thì cô có một cái nhận xét thêm. Khi mà cô đọc báo cáo tài chính của nó từng quý, cô sẽ thấy rằng là cứ cuối quý trước thì nó trích lập dự phòng rất là lớn. Nhưng mà sang đầu quý sau nó lại tiến hành hoàn nhập. Cuối quý đấy nó lại trích lập dự phòng và đầu quý sau thì nó có tiến hành hoàn nhập. Đó, và như vậy cô có một số cái căn cứ và một số khuyến nghị kiến nghị với cả các cái cơ quan quản lý rằng là ở đây nó có dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng cái kỹ thuật về việc trích lập dự phòng nhằm giãn cái thời gian nộp thuế. Các bạn biết rằng là gì ạ? Là cô không nói đến vấn đề về sai quy định pháp luật bởi vì dự phòng nó là một cái sự ước tính. Cho nên là trong cái điều chỉnh các cái hành vi điều chỉnh của thuế họ cũng khó có thể can thiệp vấn đề liên quan đến cái sự ước tính của kế toán. Nếu như mà hệ thống ngân hàng này đã gì ạ, đã công bố được đầy đủ các cái hệ thống về 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 quá hạn hoặc là những cái hồ sơ liên quan đến khả năng thanh khoản của khách hàng rất là gì ạ, rất 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 là cao rồi thì về mặt chứng từ và mặt mặt nội dung là nó hoàn toàn có thể thực hiện đúng được và cái sự ước tính rất là khó can thiệp. Nhưng mà ở đây thì trong cái quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp nó có một cái chính sách rằng là gì ạ, doanh nghiệp tạm nộp thuế trong 4 quý và quyết toán thuế thu nhập ở thời điểm cuối năm. Được phép quyết toán lại thuế thu nhập doanh nghiệp ở thời điểm cuối năm và khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở thời điểm cuối năm thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nếu nhỏ hơn tỷ lệ 20% tổng số thuế phải nộp thì nó sẽ phải tính tiền phạt. Thế thì với cái quy định như vậy thì các bạn thấy rằng là tôi cũng sẽ đợi đến hết quý thứ tư tôi làm sao tính toán được đúng cái nghĩa vụ về thuế tôi phải nộp. Thì tôi sẽ không bị xử lý các vấn đề vi phạm
của luật thuế, nhưng mà nó sẽ có một lợi thế cho doanh nghiệp là đáng nhẽ ra thuế phải nộp vào quý 1, tôi bằng những cái thủ thuật về chi phí đẩy nó dần sang cái khoản lãi của quý thứ 4, và lúc đó tôi thực hiện tất cả cái nghĩa vụ về thuế. Thì bạn thấy rằng đấy chính là một trong những cách mà người ta nói rằng tối ưu hóa về thuế đấy, nó sẽ liên quan đến việc trì hoãn cái luồng tiền, và rõ ràng nó sẽ phải nằm trong cái đầu óc của nhà quản trị khá là cao khi mà người ta hành xử lý các cái vấn đề liên quan đến vấn đề về thuế ở đây. Thì cái tư duy, cái logic của cái việc mình hiểu quy định của luật thuế, sau đó với những cái quy định của luật thuế mình thực hiện nó một cách đầy đủ đúng, nhưng với khoảng tương lai dài nó lại tạo ra cái lợi thế về thuế cho doanh nghiệp, thì cái khái niệm đấy người ta gọi là tối ưu hóa về thuế. Và một trong những cái công việc đầu tiên của người mà người ta muốn trả cái thu nhập rất cao khi làm hành nghề kế toán thuế, đấy là anh có thể soạn thảo cho tôi chiến lược liên quan đến trì hoãn cái việc nộp thuế và các khoản thanh toán về thuế, nhưng mà hoàn toàn đúng quy định của pháp luật nhé. Thời điểm khi mà cô công bố cái bài báo này ở năm 2012 thì bên kiểm toán nhà nước họ đang kiểm toán rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng, và họ cũng nói, cũng trao đổi với cô rằng họ nhìn thấy vấn đề như vậy, họ nhìn thấy cái thủ thuật liên quan đến việc sử dụng dự phòng của hệ thống ngân hàng, nhưng họ không có cơ chế để xử lý được. Bởi vì theo quy định của pháp luật anh nộp được quyết toán thuế cuối năm mà, cho nên cái số thuế phải nộp của cả cuối năm họ vẫn nộp đúng, họ nộp vẫn nộp đủ. Thế nhưng mà từng năm thì em biết rồi là tiền có giá trị. Bây giờ 100 tỷ đáng nhẽ ra phải nộp ở cuối quý 1, mình lại đẩy được đến tận quý thứ 4, thì nó đã tạo ra được cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp này rất là nhiều trong vấn đề liên quan đến gì ạ? Đến vốn vay, liên quan đến gì ạ? Lãi, các khoản chi phí về lãi, đúng không ạ? Thì đấy là một trong những cái khái niệm mà cô muốn nói đến về về vấn đề tối ưu hóa về thuế. Tiếp theo thì là gì ạ? Là cái khái niệm về tối ưu hóa thuế nó sẽ gắn với cái công việc liên quan đến tạo ra cái hệ thống thu thập dữ liệu về thuế. Anh làm sao đó mà tư vấn cho tôi được cái cách thức mà xây dựng và set up toàn bộ cái hệ thống thu thập cái dữ liệu về thuế. Cái hệ thống này nó làm đảm bảo được cái tính khách quan một cái cách rất là kịp thời, chính xác, và trên cơ sở đấy nó cung cấp cho tôi cái thông tin để mà ra được cái chiến lược, để ra được cái kế hoạch, thì nó cũng sẽ nằm trong những cái công việc của kế toán thuế. Hoặc là hoàn thành kịp thời các cái báo cáo thuế để mà tôi không bị chậm nộp hoặc là tôi bị phạt. Đó, tôi rà soát được tất cả những cái dữ liệu về thuế của doanh nghiệp để mà chuẩn bị cho cái quá trình thanh tra thuế, hoặc là tôi có thể tận dụng được tất cả những cái ưu thế của doanh nghiệp và đưa ra được những cái lộ trình cho cái quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, thì người ta gọi đấy là tối ưu hóa về thuế. Và hiện nay thì người ta đang có liệt kê ra được khoảng tầm 13 cái công việc cụ thể liên quan đến với một cái người hành nghề về kế toán thuế mà đảm bảo được cái việc tối ưu hóa về thuế cho doanh nghiệp. Cô muốn dừng lại toàn bộ cái nội dung liên quan đến phần phân biệt các em ba cái khái niệm về tránh thuế, tối ưu hóa và trốn thuế. Thì đây cũng là ba cái khái niệm mà trong cái chương trình CPA của Úc nó yêu cầu người giảng phải trao đổi với người học khá là kỹ. Và trong trong cái môn học ACCA thì các em cũng sẽ học trong cái môn F6. Các em cũng sẽ liên quan đến cái vấn đề các cái khái niệm trên. Và trong cái môn F7 chúng ta có thuế thu nhập doanh nghiệp khi mà có hoạt động đa quốc gia, thì nó cũng sẽ liên quan đến các cái vấn đề, cái khái niệm mà cô vừa trình bày. Cho nên cái nội dung đó thì cô có đưa vào để thảo luận cho các em và giúp cho các em có những cái định hướng rất là rõ ràng. Học môn kế toán thuế này không phải là trốn thuế, và cô hy vọng rằng là các em có nhiều kiến thức để mà tối ưu hóa về thuế chứ không phải là trốn thuế. Trong cái nội dung mà yêu cầu các nhóm mà các em về nhà nghiên cứu thì còn một cái nội dung nữa liên quan đến vấn đề về hóa đơn. Và cái nội dung liên quan đến hóa đơn đó thì cô sẽ sử dụng trong cái chương 2. Cho nên là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần chương 2 nghe cô trao đổi lý thuyết, và lồng vào đấy cô sẽ hỏi lại các vấn đề về cái việc chuẩn bị về hóa đơn của các em. Chúng ta chuyển sang chương 2 nhé. Yeah.